Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến tất cả các bác. Hôm nay shop lại xin giới thiệu cho các bác một cái mẫu mẹt đa năng để các bác bẫy chồn, bẫy cuốc đa bìm bìm. Thì hôm nay hàng mới về rất là nhiều nhưng mà em chỉ lấy rượu mấy cái ra giới thiệu cho các bác thôi. Đây là cái mẫu mà bên shop đang cung cấp cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Shop thì đến từ Tân Yên, Bắc Giang các bác nhá. Anh em nào ở gần thì có thể qua nhà lấy, mà các bác nào ở xa thì em gửi qua bằng bưu điện. Đây là đầu tiên các bác về phương thức mua bán. Các bác mua bán để mua bán thành công thì các bác điện trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Shop sẽ gửi hàng cho các bác qua ngành bưu điện ship COD toàn quốc các bác nhá. Anh nhà em mua bán thì cứ điện trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện. Và đây là cái mẫu mẹt đa năng các bác nhá. Đây mẹt đa năng. Thì đây là cái chiếc mẹt hình bán nguyệt các bác nhé, hình bán nguyệt. Đây là hình bán nguyệt, hình bán nguyệt nó rộng là 80 phân và ốp ra là 1 mét các bác nhé. Đấy, ốp ra 1 mét, rộng 80 phân. Đây là cái lưới các bác nhé, lưới này là lưới màu thâm đen, màu để ngụy trang rất là cao cho các bác. Đây là cái mẫu và đi gồm có một cái tấm lưới này để các bác đặt gà con ở trong. Đấy. Và đây là hai cái ghim các bác nhá. Đây hai ghim để các bác ghim vào hai chỗ này cho nó chắc chắn các bác nhá. Chất liệu thì bằng thép các bác nhá, thép. Đây, chất liệu tương đối bằng thép. Thép 6 ly rất là chắc chắn để các bác bẫy. Hai lò xo các bác nhá. Đây hai lò xo này. Rất là chắc chắn. Hai lò xo nên là đánh rất là hiệu quả, tương đối là hiệu quả, rất là nhạy các bác nhé, bẫy được cả cuốc đa bìm bịp, nên là đa năng, bẫy chim săn các bác nhé. Nên là anh em mua mẫu nào em gửi cho bác mẫu đó, giá cả thì rất hợp lý cho các bác. Em cũng báo giá công khai luôn để các bác cập nhật được. Cái mẫu này thì bên em đang bán là 400.000 đồng các bác nhé, bao ship về tận nhà các bác rồi. Các bác được mở ra kiểm tra hàng ok các bác mới thanh toán tiền. Đây mẫu như này, một chiếc mẹt đa năng như này, mẹt chim săn hình bán nguyệt các bác nhé, rộng 80 phân và ốp ra là 1 mét, nên là các bác đặt hàng là sẽ có hàng, anh em yên tâm, số lượng thì không thể thiếu được để gửi cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Các bác xem video và đừng quên đăng ký kênh của shop và ấn like cho shop để đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.